lịch sử, về cường độ. Không nghĩ là cái mức độ nó ngập nước mưa dữ vậy. Tất cả một trận gia đình bị lũ là vùi dập. Chưa bao giờ mà thấy ngập lụt như vừa qua. Dù trên cao hay trên cao nữa thì vẫn phải có hệ thống thoát nước. Cứ thấy tắc người ta mới chữa, chứ người ta không có chủ động, toàn bị động. Một trong những giải pháp mà có thể là chúng ta hãy cố gắng tạo ra được những cái không gian mở. Ngày 14 tháng 10, khu vực miền Trung hứng chịu một đợt mưa lớn kỷ lục do hoàn lưu trước bão số 5 Sơn Ca. Tại Đà Nẵng, mưa bắt đầu nặng hạt từ khoảng 18 giờ. Càng về chiều tối, mưa càng xối xả. Tổng lượng mưa trong khoảng 16 tiếng lên tới 795mm, cao hơn cả tổng lượng mưa trung bình một tháng. Mưa lớn bất thường đã khiến cả 7 quận huyện của thành phố bị ngập nặng từ 0,5 đến 1,5m. Hầm chui Điện Biên Phủ chìm trong biển nước. Một số nơi ở quận Liên Chiểu ngập gần 2m. Trong đêm tối, nhiều người thất thần chạy lụt. Hàng loạt ô tô xe máy ngập nước, chết máy, vứt bỏ đầy đường. Tiếng kêu cứu ở khắp mọi nơi, kêu cứu xung quanh không được, nhiều người lên mạng xã hội cầu cứu. Người leo lên cây, kẻ bám nóc nhà, đủ kiểu chống chọi với trận bom nước kinh hoàng thủy dân. Sáng 15 tháng 10, nước đã rút gần hết. Trong thành phố chỉ còn vài vùng trũng thấp ngập từ 0,5 đến 1 mét. Tuy nhiên, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể tin nổi nơi đây đã bị lũ nhấn chìm. Đúng là bất ngờ vì mình nghĩ không nghĩ là cái mức độ nó ngập nước mưa dữ vậy. Mình cứ nghĩ đơn giản như mọi năm thôi, chứ đâu có nghĩ là nó lớn ghê như vậy. Mình bất ngờ. Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Một cảnh tượng tan hoang đổ nát bao trùm cả khu phố. Tài sản của 12 gia đình giờ chẳng khác gì đống rác. Mấy bộ quần áo được bọc lại trong bao ni lông là thứ duy nhất còn có thể sử dụng được. Phía bên trong nhà, bùn đất ngập sâu hơn đầu gối. Cây cối do dòng nước cuốn trôi chật cứng cả lối đi. Không phải ngày 1, ngày 2 mà sẽ là nhiều tuần, thậm chí tính bằng tháng. Những người dân ở đây mới có thể ổn định lại cuộc sống. Thiệt hại là xe cộ, tủ lạnh, quần áo hay là tất cả vật dụng gia đình bị lũ là vùi dập ở đang cơn lũ đợt này. Nói chung là mình ở đây thì cũng 20 năm rồi, anh mấy năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà thấy ngập lụt như bữa hôm qua. Nói chung là cụ thể thì đó, mình ngang đây đó mà nó tràn qua luôn. Mấy anh em là giữ hết đây mà nó tràn qua luôn, bùn rồi vô đó. Ở các vùng ngập sâu của Đà Nẵng, đến chiều 15 tháng 10,
bùn đất vẫn còn ngổn ngang khắp nơi. Với người dân giữ được mạng sống sau trận lụt đêm 14 tháng 10 đã là may mắn. Còn tài sản thì gần như là hư hại và mất trắng. Đó giờ em chưa thấy thằng nào mà như vậy. Quá em vừa tới đây là khoảng 8 rưỡi là em vừa về tới đây xa đây là em thấy sạt quá nhiều đá đất cày coi rồi có nhiều em đứng lại luôn là giờ mắc lại đây luôn. Hai ngày sau khi trận ngập lụt lịch sử xảy ra, nhiều nơi trên địa bàn Đà Nẵng nước vẫn chưa thoát hết. Tầng hầm chung cư này là một ví dụ. Người dân cho biết nhiều xe máy vẫn chìm sâu trong nước vì không có phương tiện khắc phục. Đà Nẵng là không có máy bơm, nhờ người thân ở Quảng Nam á để chở mấy cái máy bơm hiện tại bây giờ chở từ Quảng Nam ra đó, từ Thăng Bình chở ra. Chứ mới bơm nước từ tối giờ. Phải nguyên ký như thế nào là đừng có xảy ra sau này nữa. Thì như vậy cái kè đó vẫn làm, nhưng mà làm cái lối mở. Làm cái lối mở là hai lối mở, ba lối mở. Mỗi cái lối mở là phải được là 2 mét, 3 mét. Trận mưa lũ lịch sử ngày và đêm 14 tháng 10 tại Đà Nẵng đã làm 2 người chết đuối, 1 người tử vong trong ngôi nhà ngập nước, 1 chiến sĩ công an bị tử nạn, 1 ngư dân bị tử nạn trên đường về bờ tránh bão. Đặc biệt có tới 3.575 nhà dân bị ngập từ 0,4 đến 1 mét. Tổng thiệt hại do bão số 5 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua lên đến 1.486 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là quận Liên Chiểu 578 tỷ đồng, huyện Hòa Vang 250 tỷ đồng. Trong cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lớn và ngập lụt tối 14 tháng 10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác triển khai phương án, tổ chức lực lượng ứng cứu người dân khi mưa lớn gây ngập nhanh vào ban đêm. Mặc dù có thuyền, có anh em bộ đội xuống nhưng không tiếp cận được khi mà cái mực nước đang cao quá đầu người. Bởi vì nó chảy xiết như thế là nó sẽ đẩy đi. Hoặc là kể cả chúng ta có cái phương tiện là cano như cái bộ ứng cứu sáng nay ở trên Hòa Vang mà cuối cùng nước nó chảy xiết nó còn làm hỏng cả chân vịt, đúng không? Còn đẩy cái xuồng đi rất là xa. Như vậy là chúng ta chưa tính đến các phương án. Tôi muốn nhắc lại ý này để chúng ta phải rất lưu ý tới đây trong cái việc mà mua sắm và xác định các phương tiện để làm sao cho nó phù hợp. Và cái phương án ở đây là xin thưa với các đồng chí, chắc chắn không có câu chuyện độc lập các cái nhóm mà có thể đi vào được các cái khu vực đó nếu như không có cái sự hỗ trợ của các cái lực lượng khác. Tôi nói độc lập các đồng chí cũng bảo có hai người vào vác cái xuồng vào để đưa dân ra, đấy là công chí tư duy theo cách là nước ngập bình thường. Còn nước ngập chảy xiết thì không bao giờ để hai công chí vào được mà tiếp cận và để dìu được dân ra. Các chuyên gia quy hoạch tại Đà Nẵng đánh giá với lượng mưa đo được gần 600 mm, tình trạng ngập cục bộ tại đô thị là khó tránh khỏi. Số liệu thống kê cho thấy lượng nước ước tính trút xuống thành phố Đà Nẵng khoảng 600 triệu mét khối. Lượng mưa trong thời điểm từ 19 đến 20 giờ ngày 14 tháng 10 ghi nhận được là 150,2 mm. Trong 3 giờ, tính từ 18 đến 21 giờ, đạt 406,6 mm. Trong 6 giờ, tính từ 15 giờ đến 21 giờ, lên đến 567,8 mm. Tổng lượng mưa trong ngày 14 tháng 10 chạm mức kỷ lục là 795 mm. Lượng mưa này đã vượt qua kỷ lục cũ trước đó ghi nhận trong ngày 9 tháng 12 năm 2018 là 635 mm và trận mưa trong đợt lũ lịch sử năm 1999 là 593 mm. Với một lượng nước khổng lồ như trên trút xuống, các chuyên gia đánh giá gần như đánh bật hoàn toàn các hệ thống thoát nước không chỉ ở các thành phố của Việt Nam mà cả các khu vực đô thị hay siêu đô thị trên thế giới. Mưa rất lớn và cái đợt mưa ở Đà Nẵng là một mưa kỷ lục. Thì đấy là một cái sự kiện rất là cực đoan và có lẽ là nó là cái sự kiện lịch sử từ xưa đến giờ chưa bao giờ quan trắc được, bởi vì cái tổng lượng mưa trong vòng 6 tiếng mà đến hơn 550 mm, có nghĩa là hơn nửa mét nước đấy, dồn dập vào trong 6 tiếng. Thì trong khi thành phố Đà Nẵng thì ta đã gọi là thành phố, có nghĩa là toàn bộ cái mặt bằng là bê tông hóa. Mặc dù nó nằm ở gần sông Hàn, nhưng vào thời điểm lúc bấy giờ thì cái triều đang lên và mực nước sông Hàn cũng, các cái hệ thống gọi là tiêu thoát nước cũng không thể nào thoát kịp. Và vì không thoát kịp cho nên là mưa thì rất là lớn, dồn dập trong thời gian ngắn. Hệ thống tiêu thoát nước của thành phố không thoát nước kịp thì chắc chắn là nước sẽ nó dâng lên và làm cho ngập lụt toàn bộ thành phố. Cùng nhận định, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy,
chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai cho rằng, số lượng mưa thực tế từ các trạm đo mưa tại Đà Nẵng cho thấy khoảng thời gian mưa có ý nghĩa gây ra trận ngập lụt lịch sử này là từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng 6 tiếng ngày 14 tháng 10, với lượng mưa cao nhất ghi nhận ở trạm Suối Đá, Sơn Trà là 637mm. Khi thiết kế hệ thống thoát nước cho đô thị, các chuyên gia thường dựa vào kịch bản mưa lũ tại địa phương và tần suất mưa với các kịch bản mưa lũ lặp lại một lần trong 20 năm, 50 năm và 100 năm. Có nơi dựa vào kịch bản 500 năm xuất hiện một lần. Tổng lượng mưa 600mm trong 6 giờ liên tục thuộc tần suất 500 năm mới xuất hiện một lần. Như vậy, tần suất mưa cực đoan này chưa hề có trong kịch bản thoát lũ của Đà Nẵng nói riêng và hầu hết các đô thị của Việt Nam nói chung. Với cái lượng mưa mà hơn 600mm trong khoảng 10 tiếng đồng hồ thì đây có thể nói là một cái đợt mưa lịch sử về cường độ. Không có một cái hạ tầng nào có thể chịu đựng được với cái lượng mưa mà 600mm trong khoảng 10 tiếng đồng hồ được. Cho dù có sự chuẩn bị sẵn sàng tốt thì chúng ta chỉ có thể hạn chế được thiệt hại, chứ khó để có thể bảo vệ được toàn bộ các cái tài sản của người dân cũng như là các hạ tầng. Còn về phía người dân ấy, thì tôi cho rằng cái việc mà biết được có một cái đợt mưa lớn nhưng mà để tưởng tượng nó lớn như mức này thì có lẽ là không ai ngờ đến. Chúng ta cũng có một cái vấn đề trong việc đó là nhận cái bản tin dự báo và đánh giá các cái rủi ro thiên tai, rủi ro về ngập lụt ở cái nơi, các cái khu vực mà người dân sinh sống. Tại vì nếu như khi mà nghe mưa vừa, mưa to, mưa rất to thì có thể là đoán là nó có thể mưa to như là cái đợt nó hoặc đợt kia được so sánh với quá khứ. Trong thiết kế về đô thị thì người ta đã quan tâm đến cái dãy số về mưa để người ta lấy cái dãy số đấy người ta tính toán, mà người ta chỉ tính toán khoảng 100 cho đến 200mm trong một lần mưa. Nhưng đây nó lên hơn 600mm mà mưa liên tục trong 6 tiếng đồng hồ. Như vậy là ngoài những cái dự kiến của chúng ta, hay là chúng ta nói là đây thời tiết rất là dị thường. Và cái dị thường đấy nó làm một cái việc là cả trong một lúc nước rơi xuống trong một cái diện toàn bộ thành phố mà không biết chảy đâu được, bởi vì nước thủy triều thì lại lên. Nước thủy triều lên thì rõ ràng trong thời gian đấy thì không ra được, mà nước nguồn lại về. Do đó cho nên là nước bể biển thì dâng lên, nước nguồn thì xuống, ở giữa thì không biết chảy vào đâu. Và lại mưa liên tục thì rõ ràng là cái đấy là ảnh hưởng. Ở đây tôi cũng phải nói thẳng là không phải vì là người thiết kế đô thị không nghĩ đến. Nếu có nghĩ đến mà làm ở cái mức độ là đủ cho 600mm thì cũng không có cách nào để giải quyết nước đi được cả. Bởi vì nó cũng chỉ là chảy trong đô thị thôi. Cái quan trọng là chảy về chỗ trũng để nó chảy ra biển thì ở đây không làm được. Không chỉ Đà Nẵng, những năm gần đây, người dân tại đô thị lớn ở nước ta đã phải học cách thích ứng với cảnh tượng cứ mưa lớn là ngập lụt. Ngập lụt đã lan rộng từ đô thị ở vùng đồng bằng sang những thành phố ven sông hay thậm chí cả đô thị ở vùng núi cao. Chiều ngày 20 tháng 9, một trận mưa lớn đã xảy ra cục bộ tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, đường Thạch Sơn, khu vực công viên trung tâm và tuyến đường Xuân Viên ngập sâu từ 30 đến 50 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy. Bên cạnh đó, một số nhà dân cũng bị nước tràn vào. Việc Sapa ngập sâu như các đô thị ở đồng bằng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, bởi đô thị vùng núi này có độ cao khoảng 1.600m so với mực nước biển. Chiều 11 tháng 9, một trận mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn đã khiến nhiều điểm ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng, nhiều đoạn phố biến thành sông. Các khu vực bị ngập trong trận mưa chiều 11 tháng 9 đều có đặc điểm chung là nằm dọc suối Cam Ly. Đây là con suối chảy qua nhiều khu vực của Đà Lạt. Khi nước mưa thoát không kịp, nước sẽ tràn lên vùng ven suối gây ngập. Tại Hà Nội, những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2022, thành phố này cũng chìm trong biển nước mênh mông. Đỉnh điểm của đợt mưa này là ngày 29 tháng 5. Chỉ trong khoảng 2 tiếng, từ 14 giờ đến 16 giờ,
lượng mưa tại Láng, quận Đống Đa lên tới 138mm. Đây là lượng mưa ngày lớn chưa từng có trong gần 40 năm qua, vượt kỷ lục cũ vào năm 1986. Ở quận Cầu Giấy, lượng mưa còn ghi nhận 182mm, xấp xỉ lượng mưa của cả tháng 5 cộng lại. Cơ quan khí tượng đánh giá, tổng lượng mưa trong chiều ngày 29 tháng 5 nếu so sánh với trận lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội thì không bằng. Tuy nhiên, cường độ mưa lại cấp tập trong thời gian ngắn và mưa to trải rộng trên hầu khắp thành phố. Điều đó khiến cho hệ thống thoát nước của thành phố bị quá tải. Nhiều khu vực Bắc Bộ đã có cái lượng mưa từ 300 đến 500 và khu vực Hà Nội và khu vực Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì có cái lượng mưa nó vượt kỷ lục. Cái nguyên nhân của cái đợt mưa này chúng tôi đánh giá là do một cái rãnh áp thấp đi qua cái phần Bắc Bộ kết hợp với một cái vùng xoáy thấp mà chúng tôi theo dõi là nó phát triển từ cái mặt đất lên tới độ cao 5.000m. Cái tương tác của cái vùng xoáy thấp và cái rãnh thấp đấy đã gây ra cái đợt mưa lớn diện rộng và có với cái nhiều cái điểm mưa kỷ lục kể trên. Thì theo đánh giá của chúng tôi, cái hiện tượng này liên quan đến hiện tượng La Nina. La Nina nó sẽ còn duy trì và tác động đến khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và thời gian tác động của La Nina sẽ còn kéo dài, và với cái tác động của La Nina thì cái khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ có những cái cực trị mưa lớn. Mưa xối xả chút xuống bất ngờ khiến người dân trở tay không kịp. Một cảnh tượng nhốn nháo, căng thẳng. Người và phương tiện dường như bất lực hoàn toàn trước dòng nước lớn giữa phố phường. Được tiếng là chỉ hết không này. 10 phút thì tình trạng đường nó ngập sâu quá. Bây giờ vì đi dở ra nên mình cố đi. Bây giờ xe chết máy, đang chờ cứu hộ đến. Đang đi theo nó bị ngập nước. Ngập nước ở cái đường, nước nó ngập nhiều quá thế là tự nhiên chết máy luôn. Coi như hỏng hết xe rồi, xe nước nó vào là coi như hỏng hết rồi. Mình có nghĩ là nó ngập sâu như này đâu. Ở đây khi gặp ít khi, lâu lắm ở đây mới ngập lần như này. Tôi sống đây rất nhiều năm mà thấy ngập, nó sâu nhất nó tầm phải 6-70 phân. Là nó biết là chỉ được 30 phân thôi. Theo thống kê của công ty thoát nước Hà Nội, hiện nay thành phố còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng. Tuy nhiên, trong đợt mưa bất thường cuối tháng 5 vừa qua, số điểm ngập lụt ở Hà Nội đã tăng lên gần 40, mở rộng hầu khắp 12 quận và một phần huyện Thanh Trì. Kể cả những tuyến phố có địa hình cao và thoáng rộng cũng không thoát khỏi cảnh ngập nặng. Mức độ ngập có nơi tới 1 mét và thời gian ngập cũng rất lâu. Lượng mưa đợt này thì so với trung bình nhiều năm thì bất thường. Thứ hai là đối với lại cái Hà Nội thì lưu vực sông Tô Lịch thì có thể chịu được cái trận mưa 300mm trên 2 ngày. Khu vực phía Tây Hà Nội thì cơ bản là dự án chưa được triển khai, nên là cái lượng mưa thì chịu được dưới 50 ly. Còn với lượng mưa như này thì khu vực phía Tây là cũng gặp là đương nhiên có thể sẽ phải xảy ra. Nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội đã không còn lạ trước cảnh ngập lụt giữa thủ đô. Tuy nhiên, mức độ ngập ngày càng nghiêm trọng khiến họ cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngập có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tìm cách thích ứng và sống chung an toàn với ngập là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi chịu đựng 12 năm nay cảnh như thế này rồi. Mùi bốc lên rất là sợ, chân tay là kẻ lở hết tất cả rồi. Tình trạng nước như thế này nữa thì chúng tôi không biết sống như thế nào cả. Theo các chuyên gia, việc đô thị ở trên độ cao lớn, thậm chí thành phố ngay bên cạnh con sông bị lụt là chuyện rất lạ ở các nước. Tuy nhiên, việc này ở Việt Nam lại không lấy gì làm bất ngờ. Nhìn lại công tác quy hoạch tại các địa phương đã bộc lộ nhiều hạn chế. Phát triển nhiều chung cư, đô thị, nhà cao tầng, công trình giao thông, nhưng hầu hết các địa phương đều bỏ quên hệ thống thoát nước. Dù trên cao hay trên cao nữa thì vẫn phải có hệ thống thoát nước và nó có cái hệ thống phẳng của nó. Thì nước thì vẫn là phải chảy bình thường, nhưng có thể trên cao thì nó chảy nhanh thôi. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là hệ thống thoát nước, vẫn là hệ thống thoát nước. Như tại sao những thành phố trên cao như Đà Lạt, Sapa, Lào Cai chẳng hạn vẫn bị là rõ ràng là đây không phải là dị thường như Đà Lạt về Đà Nẵng vừa rồi, nhưng mà mưa cũng to,
và cũng trong một thời gian 1-2 tiếng và cũng trên 200 ly. Cái thứ hai là cái hệ thống thoát nước của những đô thị đấy là cứ nghĩ trên cao thì rất là chủ quan. Thực ra phải xem xét lại cái hệ thống thoát nước. Ví dụ Đà Lạt thì có suối Cam Ly, có hồ Xuân Hương. Rồi anh chảy ra sông nào? Sông nào chảy đi đâu? Anh phải kiểm tra xem xét. Thì cái hệ thống thoát nước của nó nên mà có vấn đề. Thứ hai là ở Đà Lạt diện tích thì bé thì anh lại san đồi. Rồi anh có thể là làm thêm công trình. Rồi là anh làm mất cái thảm cỏ của nó đi. Rồi đất nông nghiệp rất là lớn. Cái chỗ nước mưa xuống để nó ngấm vào lòng đất thì ông lại làm toàn nhà kính. Và gần gần như là toàn bộ khu vực nông nghiệp là nhà kính tất. Thế nhà kính để anh trồng rau, trồng hoa cho nó tốt. Nhưng mà anh không nghĩ rằng là mưa xuống thì coi như không chịu thoát nước. Và nó chảy một cách liên tục và nó chảy về thành phố. Năng lực thoát nước ở các đô thị loại 1 ở Việt Nam nói chung đang ở mức đáp ứng được lượng mưa 70mm trong 2 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, hệ thống thoát nước tại các đô thị sẽ rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, các yếu tố về tắc nghẽn cống rãnh, sự vênh nhau về đầu tư các công trình hạ tầng thoát nước cũng là mới. Yếu tố về chiều cường cũng làm giảm đáng kể quá trình thoát nước trong đô thị. Công tác quy hoạch là công tác phải nhìn trước, phải có tính toán, tới tài nguyên, tới môi trường và cái cảnh quan rồi nhiều thứ. Nhưng mà không chỉ vì phát triển kinh tế không, mà chúng ta không nhìn sự an toàn, sự phát triển bền vững, chính là cái chỗ hạ tầng. Cho nên là ở miền núi mà ngập những cái thành phố như Yên Bái, các cái Vĩnh Phúc cũng ngập thì người ta ngạc nhiên cơ. Thế thì không ngạc nhiên khi chúng ta nhìn thấy là cống rãnh cũng rất là yếu kém, rồi là be chắn những cái dòng chảy tự nhiên của nó, xong rồi là cây cối thì không còn, giảm đi rất nhiều. Thì hiện tượng kia nó ngược lại thôi. Chúng ta cứ nâng mặt nước, không gian cho nước chảy, trồng cây cối nhiều, cây xanh nhiều, nó thấm nước xuống, nó mưa xuống, mưa tự nhiên như vậy. Thì tự nhiên chúng ta thấy cái hiện tượng kia là nó khác hẳn. Cho nên cái này là vẫn là cân đối, vẫn là bài toán quy hoạch, vẫn là sự nhìn nhận. Từng nơi một nó có câu chuyện, chứ không phải bằng bằng này dễ úng, mà trên nghiêng nghiêng hoặc là miền núi gập ghềnh mà không úng, không lụt, không có những cái đợt mưa mà để ứ đọng trong cái con phố của những người dân sinh hoạt ở đấy. Các chuyên gia cũng nhận định diện tích mặt nước và cây xanh ở các đô thị Việt Nam ngày càng suy giảm. Tỷ lệ bê tông hóa lớn, nước không thấm được xuống đất, phải đổ về chỗ trũng, hình thành điểm ngập úng. Do đó các thành phố lớn hay các đô thị cần kiểm soát, mở rộng diện tích ao hồ, mặt cỏ trong nội thành để giữ không gian thoát nước, đồng thời sớm hoàn thành các dự án cống, trạm bơm còn dang dở. Tình hình thời tiết đang ngày càng bất thường và cực đoan. Do đó, theo các chuyên gia, Hà Nội và các đô thị có thể học tập kinh nghiệm chống ngập ở các thành phố lớn. Như xây bể ngầm trữ nước, đối phó với những hiệu ứng thời tiết bất thường, mô hình này đã được ứng dụng thành công tại Hồng Kông, Trung Quốc. Các bể chứa nước mà xây dựng ở những cái khu vực đất trống, tức là trên đấy chưa phải xây dựng cái công trình nhà cao tầng hoặc cái gì đấy, ví dụ như chúng ta xây dựng sân vận động hoặc là sân trường học ấy vân vân, thì cái đấy là hợp lý. Việc xây dựng cái bể chứa như vậy thì thứ nhất là nó cắt lũ để giữ nước đấy, và thứ hai nữa ấy, bộ cập cho nước ngầm cái đấy và kết hợp với hồ, kết hợp với lại là các cái bãi mà có thấm nước xuống bộ cập nước ngầm đấy, thì đấy là cái giải pháp mà bọn chúng tôi trong chuyên môn hay gọi là giải pháp là thoát nước đô thị bền vực, và nó phải tập hợp tổ hợp lại tất cả nhiều các giải pháp thôi. Còn chỉ có xây bể ngầm như vậy là không thôi thì nó chưa đủ. Với các đô thị đã có quá trình hình thành lâu đời, việc cải tạo hệ thống thoát nước gặp nhiều bất lợi và khó khăn. Do đó các chuyên gia đề xuất đối với những đô thị đang trong quá trình hình thành, quy hoạch cần đặt các yếu tố về thoát nước, kết nối giao thông lên hàng đầu. Chỉ khi chủ đầu tư đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về hạ tầng mới cấp phép để đầu tư xây dựng. Ngầm thì chúng ta làm cái cống rất là nhỏ. Bây giờ xây được cái cống khoảng 3 mét thì cảm thấy to hơn ngày xưa. Nhưng thực ra chất tải cả một cái phường, cả một cái thôn vào đấy, thì cả một cái tòa nhà cao tầng theo chuỗi như thế thì nước người dùng, xong rồi là nước mưa cộng theo nữa. Và bài toán về quy hoạch của chúng ta nó không tách bạch, nó không đi trước, và toàn đi sau và chắp vá. Như thành từ đấy là nguy cơ về công trình quy hoạch và công trình kiến trúc xây mới. Xây mới chỉ có xây nhà. Thế tại sao chúng ta không nghĩ cái chuyện là kiểm soát bằng được?
Ví dụ là có nước là người ta kiểm soát 7 yếu tố hạ tầng, bắt đầu người ta mới cho xây nhà cơ mà. Còn chúng ta là cứ xây nhà xong mới đi làm cái thứ khác. Chứ người ta xong rồi khuôn viên đất chỉ giới đây, ông cứ xây nhà từ đấy lên. Đó là bắt ống vào là ra đường thoát. Thì chúng ta hãy làm thế. Và chúng ta có những cái mà bất cập, có sự thiếu phối hợp giữa các ngành. Thì ông làm đường biết làm đường, ông làm cống biết làm cống, ông làm điện biết làm đường, làm điện. Thế cho nên là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó bất cập như là đào lên để lấp xuống ấy. Thì cái câu chuyện rãnh cống cũng như vậy, rãnh cống còn tệ hơn. Thế bởi vì là cứ thấy tắc người ta mới chữa, chứ người ta không có chủ động, toàn bị động thôi. Để ứng phó với những đợt mưa cực đoan như vừa qua, theo các chuyên gia, ngoài xây dựng hệ thống cảnh báo, hạ tầng xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan đến nhiều ngành, thì người dân cũng phải tăng cường khả năng thích ứng, thích nghi với mưa ngập. Đây cũng là bài học để làm những khu đô thị mới ở địa phương. Đợt mưa vừa rồi chúng ta thấy rằng có những cái thiên tai nó vượt ngưỡng với những cái thiên tai trong lịch sử. Biến đổi khí hậu là có thể làm gia tăng cái cường độ cũng như là tần suất của thiên tai, và chúng ta cũng chưa có thể xác định được đâu là cái mức giới hạn của nó. Chính vì vậy cho nên nâng cao nhận thức về thích ứng, về giảm thiểu biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Trong công tác ứng phó với các thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu thì tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi cái việc tiếp cận. Chúng ta không nên xem nhẹ rằng loại thiên tai này thì ít ảnh hưởng hơn các loại thiên tai khác. Bởi vì mỗi cái loại thiên tai nếu đều có các cái ngưỡng cực đoan khác nhau. Chúng ta phải đánh giá xem xét lại cái thời gian vừa qua, nhất là 2-3 năm gần đây. Có những trận mưa sau bão, hoàn lưu nó lớn như thế và nhiều đô thị bị ngập, đặc biệt là Huế, Đà Nẵng. Ngập kinh khủng khiếp. Hội An, đô thị du lịch cổ bị ngập như thế. Mà chúng ta không có cách làm thì rồi một thời gian nào lại mất cái đô thị cổ. Tôi nghĩ là chúng ta phải có cái xem xét đánh giá từng cái đô thị đấy là lý do. Thời tiết là cái gì? Thiết kế là cái gì? Quản lý là cái gì? Để đưa ra những việc ABCD là chúng ta thấy những cái nguyên nhân của nó. Rồi từ đó thì chúng ta phải làm gì? Thì theo tôi là trước hết là có dự báo phải chính xác đã. Vấn đề thứ hai là nhà thiết kế đô thị và bộ dựng là cơ quan để đưa ra những cái chính sách, quy chế, quy phạm để thiết kế lại phải có quy phạm mở. Quy phạm nó phải có một cái gì đấy, nó đi vào thực tiễn. Trong đấy quy phạm mà cách đây mấy chục năm rồi thì tôi nghĩ nó không phù hợp. Thì anh phải có quy phạm tốt như thế. Thì anh phải làm tốt được cái việc là thiết kế. Sau đấy rồi là đến thi công. Thì phải lựa chọn thi công, đánh giá công tác thi công và kiểm tra công tác thi công cũng phải tốt. Bởi vì anh thi công nhưng mà là người để xem xét nó như nào. Cái đơn vị để mà giải quyết thẩm định nó và xem nó làm có đúng không thì cũng là một cái việc mà chúng ta cần phải xem. Và cuối cùng là quản lý, là những người quản lý đô thị, quản trị đô thị cũng phải hiểu biết và luôn luôn phải quan tâm đến việc thoát nước. Bởi vì để thoát nước nó nằm dưới lòng đất mà chúng ta không thau rửa, không làm tốt cái việc để cho nó thông thoáng ấy, đến khi mưa ra ấy, thì nhiều khi nó không hoạt động. Mà không hoạt động thì nó bị ảnh hưởng thôi. Mà cái việc này nó là bên dưới lòng đất mà không nhìn thấy được. Cho nên đến nhà quản lý là phải có cái hệ thống và có những người để chăm sóc cái việc đó. Ngập úng đã và đang diễn ra từ các đô thị vùng đồng bằng, duyên hải ven biển đến các đô thị vùng trung du miền núi và cao nguyên ở Việt Nam. Cảnh tượng này sẽ còn lặp lại và kéo theo bức xúc của hàng triệu người dân nếu như chúng ta không tìm cách bịt những lỗ hổng trong thoát nước đô thị hiện nay. Đã đến lúc phải thay đổi, chứ không thể tiếp tục phó mặc chuyện nắng mưa cho trời, bê tông hóa vô tội vạ trong đô thị hay làm quy hoạch vá víu theo kiểu ngập đâu chống đó. Chủ động ứng phó với thiên tai cần được coi là việc cấp bách, có những tính toán dự phòng một cách khoa học, chứ không thể chỉ đổ tại ông trời.